hạng Bồ Tát vừa phát tâm liền nhập Bồ Tát vị, là hạng Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Hạng Bồ Tát này nhàm chán thế gian, thường ở nơi chân thật pháp, đã được tâm thanh tịnh kiên cố, bởi vậy nên vừa phát tâm Bồ Đề là liền được vô thượng pháp luân, độ vô lượng chúng sanh trú trong pháp niết bàn. Lại nữa, cũng nên biết rằng Phật thường hiển dụng hai thứ thần thông, đó là thần thông khi còn tại thế, thần thông sau khi đã nhập vào niết bàn, lưu giáo pháp lại ở thế gian để độ chúng sanh. Bồ Tát Lợi Căn cũng như vậy, hạng Bồ Tát này đã cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng, đã đầy đủ sáu thần thông, nên thường trang nghiêm quốc độ của mình và quốc độ của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà trước kia là Tỳ Kheo Phất Tạng, đã giáo hóa vô lượng chúng sanh, tự trang nghiêm quốc độ của mình. Quốc độ của Phật A Di Đà là Tịnh Diệu Quốc, nên được gọi là Cực Lạc Quốc Độ. Hết quyển 38.